Chúng điệp xưa bông mai bông bồn mà hộp chập chài cho mùi nhóm tận ốc nha. Bà hai chị bông mai bông bồn nhưng thật loạn này chập chài yo. Ní bù xong phát tùm thơ tê. Mọi bị thơ ca vẫn cứ thay chập chài mà chân năng tay mà đồ. Là cô nhớ nhớ nhớ. Bài chập chài bông mai bông bồn. Xin nào đây bù xong. Lụa bì bởi mát sơn mà nó hơi chanh chanh. Anh này đây phụ xong bị chết tay mà đó. Đang tập phụ xong cho chết phụ xong đáy nghe bị thả đạp bên chân nàng. Hợp sức. Chết phân phụ xong mấy nha. Hai chập chài này mình tiêm món xanh sol vô mà thuế á, phụ mai bông bồn. Cứ tiêm món tinh vô mà nhắm hơi, sol thuế. Phụ ấy nó phải để nhắm nhắm tiết chọc, nhắm ấy nhắn tớ. Cứ có ba slap ấy cứ ọt nhắm tề, cặp với tục chân á nè. Thật phê tục bàn trởn tớ, vô mà thuế chập chài mà luôn. Mà mặt nào có chia đây mau bị thơ gan chứ phong hú chẳng anh bệnh vậy. Chắc cũng xong thơ chẳng anh mệt. Chắc chạy họ đó cứ tập qua thơ ấy, nhưng mà ta thơ ấy. Hai ní cứ chỉ sắc mà phía bụi xong qua thơ chắp chạy ở thơ bà đá. Vậy tôi sắp mùi vô bốn bà đá của ấy nhưng mong xung ra bị càng nghe ở mong nhằm bài hỏi và tìm một bụi xong chìa thua mà đá tu tớ nào thì nhằm bài hỏi thật tìm một bụi xong này khách bụi xong qua phần mô cổ mà là hỏi mong bài hỏi nhạy bụi xong tí tờ hỏi bụi xong có thua bà đá vậy tu sắp bà đá hỏi có thọt chân năng chập chài ở mưa có thả nhẹ bông thơ chập chài ạ khởi nhau chân ngay nhọt ta xin là đây bụi xong ấy hướng em chân ngay nhé bởi mình ta xa kế mạch bán nó bụng mai bông bồn ta mình ta xa ngay khối kế áo thơ nhắm tể vậy lên vậy sao vậy bụi xong qua thơ mà hộp chân ngay phân quạt mẹn mẹn ta chập chài nâng em mà hộp xem xếm có thua chân ngay này còn tha chị tu tao thua mà ná cứ nhóm thơ anh dẫn anh á chuyên cá quạt khơi nhóm thơ ca chọn bên chân tớ đôi ha mà tớ thơ phèo bụng mỗi ngày anh dẫn tớ quạt truy thua mà hộp nhân tớ hãy quạt có thơ ca phèo bụng mỗi ngày đôi khi này anh dễ ruống quạt thua ngày nâng thơ ca chọn chân nhóm bạn tay nó bê để quạt khơi nhóm thơ thẩm phẹm ngay bằng mỗi ngày ấy đang ở quạt bật lục chui cho khán chui nhóm mày quạt đưa hà khá là chương hóp nhắn á hay quạt nhà bị kênh láng thằng ngày láng cứ nơi tè khắp bê gặp bốc một chân đôi khi nên bốc mai bông bồn liền chan liền chân năng ngay chân tơ hay thua mà hộp thua ấy liền bà lại chân tơ hay màu nhóm tê màu nó quạt gặp bông lên tà lù vô lên ạ phụ ấy có tầm phía bị kênh nhỏ nhà bị kênh qua thời nhằm bài nhằm ấy qua liên tràn liên chân năng chân khác qua thơ mà hộp bên dân tử cứ qua lũ nhắn á nha màu nó cứ mong lũ phân qua đây hay vậy bà đá thơ bà đá ở yên chân tới dương đã bị tổ khó nhắn á nha bằng tác khi mình đã ban mơ mục nhóm ấy tệ mơ ta ấy bán qua thơ nên qua cổ bốn ta liên vài ở văn này ở thơ hao ở phục mai bồn bồn thơ hái mình dùng bởi ấy có liêng ni liêng luôn chẳng từ bước sống chẳng nắp nạ đai nâng à hai vì tôi nhóm có miên tập bằng năng tê phục mai bồn bồn ở chăm chụp nhiệt tiết nè vì tôi vẹn khao ở con trang chụp liệp liêng.